Và cái lý do mà tụi mình có cái buổi triển lãm ngày hôm nay là bởi vì tụi mình đang ăn mừng cái căn nhà này. Thì cái căn nhà này là 159 đồng khởi, cũng giống như là 15 tháng 9 mỗi năm thì tụi mình luôn có một chuỗi sự kiện như vậy để mà tri ân cái căn nhà này. Căn nhà này rất là đặc biệt. Ngày xưa thì cái căn chung cư này là Catena Cine, là một cái rạp phim, và sau đó sẽ trở thành một cái phòng trà. Và mất 8 năm thì Aria Collective và Aria Thu Choi mới ấp ủ được cái dự án này, và sau 8 năm thì mới lấy được cái căn nhà này. Nên là đây là một cái gì đó rất là đặc biệt đối với Aria. Và Aria hướng đến mình là một cái địa điểm cũng như là một cái nơi mà nhắc đến nghệ thuật ở Sài Gòn thì mọi người đều nhớ đến. Và sau này sẽ phát triển không chỉ ở 159 mà sẽ lên cả tại chung cư thành một cái Art Village. Cái lý do mà có những cái tác phẩm như vậy là ngày trước thì Aria Collective sẽ xuất hiện với một cái ý niệm là một sự ấp ủ sau 8 năm. Thì những cái mà mọi người đang thấy là những cái được vẽ như vậy thì ngày trước nó màu trắng và nó được ví như những cái kén. Là ví là mình đang đứng ở trong một cái kén, và sau khi mà Aria Thu Choi ra mắt thì Aria Thu Choi vẫn muốn giữ những cái tác phẩm trước đây bởi vì không muốn quá lãng phí cái tác phẩm. Và Aria Thu Choi đã quyết định cho một cái kén có một cái sự chuyển mình. Đã chọn guest curator là anh Lyle Ben, là một founder của một cái brand hàng toy của Việt Nam tên là Cơm Hộp.